Thực hiện kế hoạch giao ban tháng 4, các dự án thi công đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đi phố nối và đường dây 220 kV nậm xung, nông cống. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thi công của nhà thầu và các địa phương. Tại cuộc họp, các địa phương đều thống nhất cần sớm ban hành khung giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng như những khó khăn trong quy định mượn đường tạm thi công qua khu vực rừng tự nhiên đối với cây có đường kính từ 20cm trở lên. Liên quan đến vướng mắc về chặt cây khi sử dụng rừng tạm, đại diện Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, Nghị định 27 chỉ quy định sử dụng tạm đất rừng chứ không phải là chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chỉ có một hai vị trí vướng mắc chứ không phải toàn tuyến, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu cần phối hợp để có hướng dẫn. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận nỗ lực của các bộ ngành địa phương và chủ đầu tư trong việc triển khai dự án thi công đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đi phố nối Hưng Yên. Tuy nhiên, tiến độ dự án vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, do vậy cần nỗ lực hơn nữa để dự án thực hiện đúng tiến độ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ ngành kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn phòng chính phủ sớm thẩm định trình Thủ tướng khung chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam liên quan đến mượn đất rừng làm đường tạm. Đặc biệt, Tập đoàn Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phải tăng cường kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công tác thi công trước ngày 15 tháng 6 để có thời gian vận hành, thử nghiệm và đóng điện chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2024.